Quý phụ huynh và các em thí sinh đang quay trở lại với chương trình livestream Văn Lang Q&A, series tư vấn tuyển sinh cho các bạn thí sinh trong năm 2022. Và lời đầu tiên thì xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Và trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, các bạn sẽ bắt đầu chính thức đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bạn đừng quên mốc thời gian quan trọng này nha. Và Văn Lang cũng vừa kết thúc đợt xét tuyển sớm đối với phương thức xét tuyển học bạ cũng như phương thức sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có rất nhiều bạn thí sinh đang quan tâm đến nhóm ngành bất động sản cũng như là ngành tài chính ngân hàng. Chính vì lý do đó, ngày hôm nay Văn Lang Q&A sẽ kết nối các bạn cùng với gặp gỡ các chuyên gia để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thị trường nhân lực, ngành tài chính ngân hàng và ngành bất động sản sau đại dịch Covid-19. Có mặt tại trường quay ngày hôm nay, Gia Hân xin được phép trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Thị Phương Loan, trưởng ngành bất động sản khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Văn Lang. Loan xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi livestream. Và bên cạnh cô Loan xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Lan, giảng viên bộ môn ngân hàng khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Văn Lang. Xin chào Gia Hân, xin chào quý phụ huynh và xin chào các em thí sinh đã tham gia cái số livestream ngày hôm nay. Dạ thưa cô Loan và cô Lan, thì các bạn cũng vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sắp tới đây các bạn sẽ lựa chọn trường học cũng như là ngành học cho mình. Thì với kinh nghiệm của hai cô, đặc biệt là cô Lan là người đồng hành với các bạn thí sinh trong rất là nhiều mùa tuyển sinh, thì cô có thể chia sẻ cho các bạn là những cái thông tin các bạn cần lưu ý trước khi các bạn chọn trường cũng như chọn ngành ạ? Chào Gia Hân, cảm ơn câu hỏi của em. Cô chào tất cả các bạn. Thì thực sự cũng không phải là chia sẻ kinh nghiệm gì, mà ở đây cô chỉ muốn là nói lên những cái hỗ trợ cho các bạn, các cái phần để mà các bạn lưu ý khi mà các bạn chọn ngành, chọn trường trước cái ngưỡng cửa quan trọng này. Về mặt mà chọn trường á, thì trước khi mà các bạn chọn ngành hay chọn trường thì các bạn lưu ý một điểm, đó là mình sẽ chọn cái ngành học nào mà nó phù hợp với bản thân mình nhất. Phù hợp ở đây nó thể hiện ở chỗ là cái nó có liên quan tới cái sở thích của mình hay không, nó có liên quan tới cái năng lực tài chính mà mình sẽ theo đuổi để mình theo đuổi phúc số khóa học hay không. Sau khi đảm bảo thích rồi cái mình đảm bảo về mặt tài chính thì mình sẽ quyết định chọn cái trường mà có cái nguồn tài chính nó phù hợp với mình. Và một điểm nữa thì các bạn cũng lưu ý là năm nay á, là cái phần mà cái quy chế tuyển sinh nó khác, cho nên đặc biệt các bạn phải nắm vững cái quy chế tuyển sinh của năm nay để các bạn thực hiện đúng các cái thao tác và đúng thời gian để mà mình tránh những cái sai sót quan trọng đó. Em cảm ơn cô rất là nhiều. Và Văn Lang hiện nay thì đã kết thúc cái đợt xét học bạ đợt 2 đối với các bạn mà quan tâm tới nhóm ngành này. Và theo thống kê của tụi em thì cũng có rất là nhiều bạn đang quan tâm đến bất động sản và nhóm ngành tài chính ngân hàng. Vậy thì hai cô có thể chia sẻ cho các bạn được biết là vì sao các bạn trẻ ngày nay lại có cái sự đam mê cũng như là quan tâm tới nhóm ngành này. Đầu tiên chắc là em mời cô Lan sẽ chia sẻ với các bạn thí sinh ạ. Cô xin chào các bạn. Thì thật ra mỗi năm á, thì khi các bạn quan tâm đăng ký ngành học á, thì các bạn hay quan tâm là năm nay ngành nào hot đúng không nào. Vậy thì hot có nghĩa là như thế nào? Thường là những cái ngành mới ra đời và cái nhu cầu nguồn nhân lực ở thị trường á, nó cao trong cái ngành đó thì người ta hay gọi là hot. Vậy thì cái câu hỏi mà mình đặt ra là vậy ngành tài chính ngân hàng có phải là ngành hot không? Nó không có cái đặc điểm là một cái ngành mới ra đời, mà thật ra là cái ngành tài chính ngân hàng nó đã có cái bề dày lịch sử rất là lâu rồi. Trường Đại học Văn Lang chúng ta cũng đào tạo cái ngành tài chính ngân hàng cùng với cái số tuổi của trường. Thì cái năm học sắp tới á, là bắt đầu đào tạo khóa 28 rồi. Và kinh nghiệm cho thấy thì qua các kỳ của năm học á, thì cái số lượng để mà các thí sinh đăng ký cái nguyện vọng vào ngành tài chính ngân hàng không hề giảm. Vậy thì các bạn thấy là nhu cầu ngành tài chính ngân hàng nó mang cái tính chất ổn định, nó không hot nhưng mà nó cực kỳ ổn định. Và nó ổn định ở đây á, để khẳng định được là một điều là cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp, của các cái ngân hàng á, qua các năm nó vẫn cao, nó không hề giảm. Do đó là cô thấy là đa số các bạn bằng trẻ hiện nay á, rất là quan tâm. Và khi nói đến quan tâm tới một cái ngành nghề á, thì theo cô là có 3 cái yếu tố để các bạn lựa chọn một cái ngành. Thứ nhất là cái ngành đó các bạn có đam mê hay không. Thứ hai là nó có phù hợp với cái sở thích
cái năng lực của mình hay không. Và thứ ba là cái mà cô thấy các bạn quan tâm nhất á, đó là cái nhu cầu về cái nguồn nhân lực ở xã hội trong những năm sắp tới nó như thế nào. Đồng nghĩa với cái việc là các bạn quan tâm là tốt nghiệp xong các bạn có việc làm hay không, cái nguồn thu nhập như thế nào, nó có ổn định không, thu nhập có cao hay không. Và ngành tài chính ngân hàng cô khẳng định là một cái ngành mà qua các năm vừa rồi á, nó chưa có cái dấu hiệu mà sụt giảm. Cảm ơn Gia Hân rất là nhiều. Dạ. Thực ra thì ở đây là chia sẻ thêm, thực ra cô Hân cũng biết và các bạn cũng biết đó. Thực ra ví dụ như trong cuộc sống mình cái gì là quan trọng nhất, ví dụ như trong con người chúng ta, máu là quan trọng nhất, đúng không? Thì cái ngành tài chính nó cũng được xem là dòng máu của nền kinh tế. Và đó chính là cái lý do là tại sao nó là quan trọng, và đó là lý do tại sao các bạn trẻ vẫn thích vào cái ngành này. Cái công việc của nó mang tính ổn định trong bất kỳ bối cảnh kinh tế nào, thì cái ngành tài chính ngân hàng nó vẫn có cái công việc, cái nghề nghiệp, tức là cái nhu cầu của thị trường rất rõ ràng. Một cái điểm nữa là chúng ta sẽ thấy là gì, cái xu hướng phát triển của ngành tài chính ngân hàng á, thì cái việc mà chuyển đổi cái ga ra vào á, cái nhu cầu thị trường lao động nó ra vào biến động khá là lớn. Cái nhân lực mỗi năm người ta tuyển dụng mới khá là nhiều nhưng mà cũng đào thải rất là lớn. Như vậy những bạn mà yêu thích ngành tài chính ngân hàng á, thì phần lớn là các bạn sẽ phải lưu ý giùm là mình phải, khi mà mình tham gia vào, dấn thân vào, thì mình phải cố gắng học tập để làm sao mà đáp ứng được cái kiến thức, kỹ năng. Còn với cái ngành bất động sản thì đa số các bạn sẽ thấy đây được xem là một cái ngành khá quan trọng của nền kinh tế, mà từ nhiều năm nay thì dường như là trong cái thị trường đào tạo của các cơ sở giáo dục của chúng ta dường như là lãng quên, mình cho rằng là nên là lãng quên. Chính vì vậy các bạn mới thấy là hiện tại nay á là có một cái nhu cầu khá lớn, vì khi mà các thị trường người ta đang cần nhiều thì bắt đầu các bạn sẽ nhận diện ra được. Và có một điểm nó thu hút nó là gì, đó là cái sự làm giàu của ngành bất động sản khá cao. Nhưng mình cũng nói luôn là các bạn thật sự các bạn dấn thân vào ngành bất động sản thì các bạn hãy lưu ý một điểm là các bạn phải hết sức đam mê về cái ngành này thì các bạn mới theo đuổi được. Bởi vì cái ngành này đặc điểm quan trọng nhất là nó đòi hỏi cái tính kiên nhẫn và kiên trì. Em cảm ơn cô rất là nhiều, hy vọng rằng hôm nay với hai khách mời rất là tâm huyết để tư vấn cho các bạn thí sinh, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện cởi mở giúp các bạn giải đáp những thắc mắc của mình về hai nhóm ngành này các bạn nha. Và thưa cô, thì em được biết là năm 2022 thì trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học đầu tiên mở cái ngành bất động sản. Và bên cạnh đó, về chương trình đào tạo thì chương trình đào tạo của ngành bất động sản của Văn Lang thì được thiết kế theo chuẩn của ICBSB, của Hội đồng đánh giá kiểm định các trường đại học và chương trình đào tạo về kinh doanh của Hoa Kỳ, một trong những đơn vị uy tín. Vậy thì lợi thế của các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp mà theo học chương trình đào tạo này là gì ạ? Cái chuẩn kiểm định ICBSB á, thì thực ra các bạn hình dung nó là một cái chuẩn kiểm định cho cái khối ngành kinh doanh và quản lý. Ngành bất động sản là một cái ngành thuộc khối kinh doanh và quản lý, như vậy thì nó đạt chuẩn. Thì nói nôm na là khi các bạn học vào cái ngành này thì các bạn cái chương trình á, cái chương trình đào tạo nó khi mình xây dựng mà có một cái chuẩn nào đó nhất định rồi thì lúc bây giờ mình hãy hiểu là cái chuẩn đó nó là không phải là cái chuẩn của riêng chúng ta mà là một chuẩn chung quốc tế. Như vậy thì chương trình đào tạo đó nó khẳng định là một điểm là chúng ta đang mang tính hội nhập quốc tế. Vậy thì các bạn học cái chương trình đào tạo của Văn Lang thì cũng giống như cũng tương đồng với cái việc là sinh viên ở các nước khác người ta học một cái chương trình đào tạo bất động sản cũng đạt chung cái chuẩn đó. Còn về cái ngành bất động sản của Văn Lang thì chúng ta không phải là một cái ngành, chúng ta không phải là tiên phong trong cái việc ngành này. Chúng ta cũng là một, chúng ta có từ năm khóa 26, tức là năm nay được 2 khóa. Và chúng ta có tiên phong là ở chỗ các cái trường trước đây đào tạo bất động sản thì sẽ theo cái hướng, ví dụ như Đại học Kinh tế thì người ta sẽ theo cái hướng phát triển dự án kinh tế bất động sản hơn. Còn chúng ta đang đi theo hướng kinh doanh bất động sản, tức là chúng ta đang thi theo cái hướng của thị trường. Thì ở đây nó sẽ gắn với các bạn học, các bạn sẽ gắn được với cái ngành bất động sản ở đây nó sẽ, của Văn Lang mình đó, cái điểm đặc biệt khác biệt với các trường khác đó là nó sẽ focus vào cái chuyện là đầu tư bất động sản.
có nghĩa là tài chính và đi đầu tư vào bất động sản, hoặc là tài chính đi kinh doanh bất động sản. Nó không phải mình không dạy thiên về hướng kinh tế vĩ mô mà mình đi vào hướng doanh nghiệp. Dạ, em cảm ơn cô. Thì hiện nay em cũng được biết là có 4 trường đại học tại khu vực phía Nam đang đào tạo cái nhóm ngành bất động sản theo cái chuyên sâu. Cho nên là các bạn thí sinh, nếu mà chúng ta quan tâm cái nhóm ngành này thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ coi là định hướng đào tạo của từng trường sẽ có điểm gì khác nhau. Và ở Văn Lang thì cũng như cô Lan vừa chia sẻ thì các bạn lưu ý để chúng ta có thể đặt nguyện vọng thật chính xác các bạn nha. Và ở Văn Lang thì một cái ngành song hành đi cùng với bất động sản đó là ngành tài chính ngân hàng. Thì đây cũng là một ngành mà được Văn Lang đào tạo rất là nhiều năm rồi và có rất là nhiều các bạn sinh viên tốt nghiệp và thành công. Vậy thì theo cô thì với là người trực tiếp giảng dạy các bạn sinh viên thì đâu là điểm nổi bật của chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng mà khiến các bạn sinh viên yêu mến chương trình của Văn Lang ạ? Cảm ơn Gia Hân. Thì thật ra khi nói đến ngành tài chính ngân hàng thì hiện nay có rất là nhiều trường đại học ở Việt Nam đang đào tạo. Và như hồi nãy cô có nói là trường Đại học Văn Lang mình đã đào tạo tới khóa sắp tới là khóa 28 rồi. Vậy thì chúng ta thấy được là cái bề dày lịch sử của cái ngành này nó đã khẳng định được một cái vị thế nhất định. Và ở đây cô không có nói cái điểm khác biệt giữa ngành tài chính ngân hàng của trường Đại học Văn Lang với các cái trường khác, nhưng mà cô sẽ nêu ba cái điểm nổi bật của ngành tài chính ngân hàng. Thì thứ nhất là nó có cái tính gọi là tính cập nhật. Vì sao cô nói nó có tính cập nhật? Là bởi vì hàng năm thì khoa đều phải là rà soát cũng như là cải tiến lại cái chương trình đào tạo. Và cái việc cải tiến ở đây là ngoài cái việc đối sánh với các cái trường khác ở trong nước, còn phải đối sánh với các cái trường ở nước ngoài đứng top 100 trên thế giới. Và còn phải lấy các cái khảo sát của cái nhu cầu thị trường của các doanh nghiệp, của các cái chuyên gia để xem là thị trường họ cần cái gì. Bởi vì mục tiêu của mình là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Vậy thì mình phải hiểu được thị trường họ cần những cái công dân tốt nghiệp ra trường, những cái bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường phải đạt được những cái tiêu chuẩn gì về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ, thì mình sẽ cải tiến cái chương trình đào tạo cho phù hợp. Cái tính thứ hai ở đây là tính đa dạng. Vì sao cô nói tính đa dạng? Là bởi vì ngành tài chính ngân hàng của trường Đại học Văn Lang hiện nay có 3 cái chương trình để các bạn tham khảo theo học. Thứ nhất đó là chương trình đào tạo tiêu chuẩn, thứ hai là chương trình đào tạo đặc biệt, và thứ ba là chương trình liên kết quốc tế. Thì chương trình đào tạo tiêu chuẩn thì giống như hồi nãy cô nói là chúng ta đã có bề dày lịch sử là 28 năm rồi, và nó có mang cái tính đa dạng ở đây nữa là sau 2 năm các bạn đổ nền giống nhau thì bắt đầu năm thứ 3 các bạn sẽ được chọn cái chuyên ngành, có nghĩa là chúng ta sẽ được chia ra làm 4 cái chuyên ngành. Thứ nhất là chuyên ngành về tài chính doanh nghiệp, thứ hai là đầu tư tài chính, thứ ba là ngân hàng và tài chính số, và cuối cùng là bảo hiểm và quản trị rủi ro. Còn đối với cô sẽ nói sơ qua về cái chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình liên kết quốc tế. Thì đối với chương trình đào tạo đặc biệt thì nó có một cái điểm đặc biệt ở đây là sẽ đào tạo các bạn trở thành một công dân toàn cầu. Do đó là về tiếng Anh hay về ngoại ngữ thì các bạn sẽ được chú trọng vào ngay cái năm đầu tiên để đổ nền cho các bạn tiếp tục theo những cái năm sau. Khi mà vào chuyên ngành, một số môn các bạn sẽ học hoàn toàn 100% tiếng Anh, và một số môn các bạn sẽ được học với giảng viên người nước ngoài. Còn đối với chương trình liên kết quốc tế thì chúng ta sẽ có những cái chương trình liên kết với các cái trường đại học trên thế giới, ví dụ như là của ở Úc, ở Anh, hoặc là viện công nghệ AIT ở Thái Lan. Thì đối với cái chương trình này nó có một cái hay ở chỗ là các bạn chỉ mất 5 năm mà các bạn nhận được bằng đại học và bằng thạc sĩ, thay vì các bạn phải mất 6 năm. Thì trong đó các bạn chỉ học 3 năm rưỡi ở trường Đại học Văn Lang và 1 năm rưỡi ở Thái Lan là chúng ta đã hoàn thành. Thì đó là hai cái điểm đặc biệt. Còn cái điểm cuối cùng đó là cái tính ứng dụng. Và cái ngành tài chính ngân hàng mình á, nó nói riêng hay là bất cứ cái ngành nào khác của trường Đại học Văn Lang, nó cũng mang theo cái tính ứng dụng. Có nghĩa là mục tiêu ở đây là các bạn ra trường là các bạn có thể làm việc được ngay. Do đó là cái chương trình đào tạo của ngành tài chính ngân hàng thiết kế làm sao đó cho các bạn là vừa mang tính lý thuyết, vừa có thực tiễn, có nghĩa là các bạn có thực hành. Trong quá trình học các bạn sẽ có kiến tập, sẽ có thực tập tại doanh nghiệp, giúp cho các bạn vững vàng hơn khi mà sau khi tốt nghiệp xong là các bạn sẽ tự tin để có thể apply vào các cái vị trí ở trong cái lĩnh vực mà các bạn lựa chọn.
Dạ, em cảm ơn phần tư vấn rất là chi tiết của cô Lan ạ. Và bật mí với các bạn là khi cô Lan nhắc về chương trình kết hợp với Viện Đào tạo Viện Công nghệ Châu Á AIT á, thì bật mí với các bạn là sinh viên của ngành tài chính ngân hàng hiện nay có hai bạn đang theo học ở bên đó, và có một bạn hoạt động rất là năng nổ và bạn đang giữ vai trò là hội sinh viên của các bạn học sinh Việt Nam đang theo học tại AIT. Dạ, và lát nữa đây nếu các bạn có thắc mắc về chương trình đào tạo nè, hoặc là bất cứ câu hỏi gì về đời sống sinh viên của khoa tài chính ngân hàng cũng như ngành bất động sản và ngành tài chính ngân hàng, thì các bạn cứ để lại bên dưới phần bình luận để lát nữa đây các cô sẽ giúp các bạn gỡ rối các bạn nha. Và thưa cô, sau 2 năm đại dịch thì nền kinh tế cũng có nhiều sự biến đổi, cho nên là các bạn cũng đang rất là lo lắng khi mà lựa chọn một cái ngành học, vì không biết là ví dụ những bạn nào mà yêu thích nhóm ngành kinh tế thì sẽ lo lắng là không biết trong thời gian tới thì sẽ biến chuyển như thế nào. Thì với những người kinh nghiệm, những người đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thì cô có lời khuyên gì cho các bạn về cái nhu cầu nhân lực hiện nay sau đại dịch kinh tế ạ? Dạ. Có một điểm là các bạn lưu ý là gì? Trong nguy nó có cái cơ, đúng không? Cho nên thật ra giữa cái nguy cơ đại dịch, sau cái nguy cơ đại dịch, cái nguy hiểm về đại dịch, thì cái cơ hội nó sẽ rộng mở. Cơ hội về nghề nghiệp nó luôn luôn lúc nào cũng rộng mở. Chỉ có một điều đó là ví dụ như ngành tài chính ngân hàng ngày xưa thì người ta đòi hỏi những cái kiến thức chuyên môn và đòi hỏi nhiều cái lực lượng lao động, ví dụ như là làm cái teller sale, rồi các cái vị trí nhân viên trong ngân hàng. Tuy nhiên ngày nay thì ví dụ như nó cơ hội việc làm nó cũng ngành tài chính ngân hàng, nhưng mà tài chính ngân hàng số, đúng không? Và đó cũng là lý do tại sao tài chính ngân hàng của Văn Lan lại có cái chuyên ngành ngân hàng và tài chính số, đúng không? Rồi cái lĩnh vực là gì? Trong tài chính chúng ta cũng thấy là gì? Cái đầu tư, khi mà xã hội hiện tại nay khi ngày càng phát triển thì chúng ta thấy một điểm gì nữa? Người ta sẽ quan tâm tới nhiều việc quản lý tài chính, đặc biệt quản lý tài chính cá nhân. Thì trong quản lý tài chính cá nhân nó có những cái phần tiết kiệm và đầu tư. Thì cái mà đầu tư trong tương lai, khi mà đầu tư chuyên nghiệp rồi á, thì các cá nhân chúng ta không phải là những người đầu tư nhỏ lẻ đâu, mà nó sẽ hình thành nên các cái quỹ đầu tư, hoặc là các cái quỹ tín thác đầu tư. Thì lúc bây giờ nhà đầu tư người ta sẽ cần những cái chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, và sẽ có những người ví dụ như Hân đi làm, Hân có thu nhập từ tiền lương và Hân có khoản tiền tiết kiệm đầu tư, nhưng Hân không có thời gian đầu tư. Hân sẽ ủy thác cho các cái chuyên gia, như các cái nhân viên chuyên tư vấn phân tích đầu tư sẽ hỗ trợ. Thì đó là những cái cơ hội việc làm độ trong cái thời kỳ mới. Dạ. Cũng như ngành bất động sản cũng vậy, các chúng ta thấy hiện tại nay thị trường rõ ràng đang có những cái biến động nhất định, nhưng mà chúng ta nhìn một cái chu kỳ đi thì thị trường luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ đi lên rồi lại đi xuống, cho nên nó là thị trường lên thì cũng có việc làm, mà đi xuống thì cũng có việc làm, chứ không phải là đi lên không thì không có việc làm. Và hiện tại nay các bạn nhớ một điều, K28 có một điểm là gì? Các bạn vào năm nay thì 3 đến 4 năm sau các bạn mới tốt nghiệp. Hiện tại nay có thể đang chưa có việc làm, nhưng mà 3 đến 4 năm sau thì cái thị trường nó sẽ trở lại. Mình đang nói ví dụ thôi, nhưng mà rõ ràng thật sự cái nhân lực của riêng với cái theo các số liệu khảo sát á, thì cũng do cũng mới đang làm rà soát chương trình, cho nên là cũng thống kê được rõ ràng là nhân sự của ngành, đặc biệt nhân sự ngành bất động sản, thì các chuyên gia người ta nhận định rằng là gì? Ngay chiều nay thôi, cô cũng mới vừa họp xong lấy ý kiến chuyên gia về cái nhu cầu thị trường về nhân sự, thì người ta thấy rõ ràng là gì? Hiện tại nay thị trường vẫn đang thiếu những nhân sự chuyên nghiệp. Dạ. Có nghĩa là thừa những cái lao động, những cái nhân sự mà không có đủ trình độ đáp ứng thị trường. Và khi một cái sự tái cấu trúc của thị trường bất động sản, thì cái quá trình tái cấu trúc đó nó làm thị trường tốt hơn, thì người ta cũng đòi hỏi những nhân sự có chất lượng hơn. Dạ. Và chính những cái cơ sở giáo dục đại học này sẽ là những nơi mà cung cấp cho cái lực lượng lao động có chuyên môn, có tay nghề, và đặc biệt là tác phong đạo đức nó chuẩn mực. Dạ, em cảm ơn cô. Thì em không biết là với cô Lan thì cô Lan có chia sẻ gì cho các bạn an tâm trước cái việc thay đổi, và cũng như là thị trường lao động sẽ ngày càng yêu cầu các người lao động sẽ phải càng ngày càng cải tiến, thì cô có lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Rất là đồng tình quan điểm của cô Loan với lại Gia Hân, đó là xã hội nó ngày càng phát triển, đúng không? Nhất là trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như bây giờ thì các doanh nghiệp họ phải thay đổi, thì cá nhân bản thân mình cũng phải thay đổi làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu mà họ cần. Thứ nhất là ở trường Đại Văn Lan thường xuyên cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp với cái nhu cầu ở bên ngoài rồi, nhưng mà bản thân các bạn cũng phải thay đổi, đúng không nào? Thì giống như là từ đầu buổi cô Loan có nói,
đó là cái ngành tài chính ngân hàng á, được xem như là cái dòng máu nó chảy trong cơ thể con người á, thì nền kinh tế cũng vậy, thì ngân hàng được xem như là một cái định chế tài chính, nó sẽ giúp luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Chính vì vậy mà cái ngành tài chính ngân hàng thì nó có cái mối quan hệ mật thiết với tất cả các cái ngành nghề, các cái hoạt động khác trong nền kinh tế. Chính vì lẽ đó mà dù cái nền kinh tế nó có tăng trưởng hay là nó có chậm tăng trưởng đi chăng nữa, thì đặc biệt ở chỗ là ngành tài chính ngân hàng, cái nhu cầu về cái nguồn nhân lực nó không bao giờ giảm, nó khác ở cái chỗ đó. Và một cái vấn đề nữa ở đây cô muốn chia sẻ là các bạn thường khi mà lựa chọn ngành tài chính ngân hàng thì các bạn nghĩ là sau khi tốt nghiệp ra trường các bạn chỉ làm ở trong ngân hàng thôi. Cái quan điểm đó nó không có chính xác đâu các bạn. Thì đó là một cái nhóm ngành các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên học tài chính ngân hàng ra, các bạn ngoài làm trong các cái ngân hàng ra, các bạn còn có thể làm tại các cái công ty tài chính khác. Ví dụ như là các bạn làm ở công ty bảo hiểm nè, các bạn làm ở công ty chứng khoán hoặc là các cái quỹ. Ngoài ra thì trong các cái doanh nghiệp á, thì doanh nghiệp nào cũng phải có cái bộ phận tài chính, phải có cái dòng tiền đúng không nào? Vậy thì họ phải có cái bộ phận để quản lý tài chính của doanh nghiệp, họ phải lên các cái kế hoạch cho các tài chính doanh nghiệp. Vậy thì bản thân các bạn, ngoài cái việc các bạn lựa chọn từ các cái tổ chức tín dụng như ngân hàng hay là công ty bảo hiểm, thì các bạn có thể làm tại bất kỳ một cái doanh nghiệp mà hoạt động trong cách bất kỳ cái lĩnh vực nào vẫn được. Ngoài ra thì nói tới tài chính thì không phải chỉ có tài chính doanh nghiệp mà còn có tài chính cá nhân nữa, đúng không? Rồi sau này các bạn khởi nghiệp nữa, đúng không nào? Thì tài chính ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc các bạn khởi nghiệp sau này. Đúng dạ, rồi, nếu mà khởi nghiệp mà không có cái không quản lý tốt tài chính là dễ đóng cửa lắm. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của hai cô. Và Gia Hân cảm thấy không khí hiện tại ở trường quay rất là thoải mái, giống như đây là một cuộc trò chuyện giữa các cô và các bạn học sinh tương lai, các bạn sinh viên tương lai. Cho nên là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì đừng ngại nha, chúng ta để lại phía bên dưới phần bình luận và Gia Hân sẽ truyền tải đến các khách mời. Bây giờ đúng với tên gọi của chương trình là Văn Lan Q&A, xin phép được đọc một số câu hỏi mà các bạn nãy giờ đã gửi về để hai cô giúp các bạn giải đáp ạ. Đầu tiên thì em xin chuyển câu hỏi của bạn tên là Vân Vân. Bạn hỏi là: dạ em chào thầy cô ạ, thầy cô cho em hỏi ngành bất động sản trường mình có khác, có điểm gì khác so với trường khác và lộ trình học của nó ra sao ạ? Em cảm ơn. Dạ, dạ. Em mời cô. Cô chào bạn Vân Vân, Vân Vân mà mấy mấy. như lúc nãy cũng có chia sẻ sơ đó, thì ngành bất động sản của Văn Lan hiện tại nay là theo hướng kinh doanh. Và ba cái định hướng để cho các bạn có thể phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này mà Văn Lan sẽ đào tạo cho các bạn, đó là các bạn có thể học theo các cái hướng là quản lý bất động sản, quản lý dự án này, quản lý tòa nhà, quản lý các bất động sản thương mại, hoặc là các bạn nếu mà các bạn chọn lựa cái nhánh kinh doanh thì cái kinh doanh bất động sản thì các bạn sẽ thể học liên quan về môi giới, quản lý sàn giao dịch bất động sản. Và nếu mà các bạn theo cái hướng này thì hoàn toàn các bạn có thể khởi nghiệp với cái việc là mình có thể tự thành lập một cái công ty bất động sản, đúng không? Mình tham gia vào cái hoạt động môi giới. Rồi đặc biệt đó là vì cái ngành bất động sản của Văn Lan nó ở trong khoa tài chính ngân hàng. Cho nên chương trình đào tạo bất động sản của Văn Lan đó, nó cái khác biệt của nó nhất là tài chính đầu tư bất động sản. Có nghĩa là cái chương trình được đào tạo thiết kế để cho các bạn là biết cách phối kết hợp vận dụng giữa cái việc mà mình làm sao quản lý cái nguồn lực tài chính của mình và làm gia tăng cái nguồn lực tài chính của mình thông qua cái việc đầu tư vào bất động sản. Đó là cái điểm đặc biệt và cái nhánh đó là cái nhánh điểm mạnh của Văn Lan mình đối với ngành bất động sản. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô. Cho nên là nếu bạn nào mà thật sự đam mê và yêu thích á, thì các bạn cứ mạnh dạn tự tin đặt nguyện vọng vào ngành bất động sản của Văn Lan các bạn nha. Dạ, ở đây thì em có thấy bạn, em không thấy bạn tên Facebook của em không để dấu dắt chị đoán là Nguyễn Vân Anh hả? Bạn nói là: dạ em chào thầy cô ạ, thầy cô cho em hỏi em học không giỏi toán thì có thể học tài chính ngân hàng được hay không? Chắc câu hỏi này là câu hỏi kinh điển mà chắc cô cũng hay thường gặp với các bạn thí sinh. Em mời cô Lan ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì chắc là cũng nhiều bạn cũng thắc mắc cái câu hỏi giống như bạn vừa rồi á. Đó là không giỏi toán thì có học tài chính ngân hàng được hay không? Thì thật ra cô tin chắc là khi mà các bạn tốt nghiệp được trung học phổ thông có nghĩa là các bạn đã có cái nền toán. Và thật ra là tài chính ngân hàng á, toán nó không có khó bằng cấp 3 đâu các bạn. Cô khẳng định luôn, toán không khó bằng cấp 3 mà chỉ có những cái công thức đơn giản thôi. Cái vấn đề ở đây là các bạn tư duy về nó như thế nào. Ví dụ như các bạn tính toán một cái chỉ số về tài chính nó rất là đơn giản thôi. Làm một cái phép chia đơn giản thôi. Nhưng mà vấn đề ví dụ cái chỉ số ROA đi, cô ví dụ nó ra 1,5.
cái tư duy của bạn 1,5 nó mang cái ý nghĩa gì nó mới là quan trọng, chứ không phải là tính toán. Vậy thì lên đại học các bạn yên tâm ở chỗ là gì? Toán nó không có phải là nó khó như là cấp 3, nhưng mà nó mang tính ứng dụng. Có nghĩa là từ những cái phép tính đơn giản, nhưng mà các bạn phải hiểu, hiểu về nó, những cái con số nó nói lên cái điều gì. Do đó các bạn hoàn toàn yên tâm ha. Và mình cũng nói thêm á, là thực sự á, là để hiểu con số đó là gì thì chương trình đào tạo các thầy cô sẽ giảng cho các bạn. Còn cô nói thật là các bạn nào chỉ cần biết bốn tính cộng trừ nhân chia, và các bạn sử dụng cái hiện tại nay chúng ta sử dụng các máy tính, đặc biệt là cái laptop á, về hoặc là sử dụng Excel nó giỏi, tức là về dĩ nhiên nhiều các bạn cũng sẽ học, thì các bạn sẽ hoàn toàn học được tài chính. Vậy mình nói vui là mình chỉ cần yêu thích và thích suy nghĩ về dòng tiền một chút, đúng không? Cô bổ sung một tí xíu nữa là có những cái công thức tính toán phức tạp á, thì các bạn đã được hỗ trợ bằng công nghệ. Ví dụ sau này các bạn đi làm, đúng không? Thì các bạn được sử dụng các phần mềm của ngân hàng và người ta tính toán sẵn cho bạn. Nhưng mà vấn đề ở đây trên giảng đường đại học là các bạn học để các bạn hiểu con số đó ở đâu ra. Do đó các bạn hoàn toàn yên tâm ở cái chỗ này. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và ở đây thì em thấy có một câu hỏi chắc là cũng nhiều bạn quan tâm. Bạn hỏi là dạ, em chào cô. Cô cho em hỏi là em thấy nhiều người không cần học đại học vẫn làm được nghề bất động sản. Vậy cho em hỏi học đại học thì mình có ưu điểm gì ạ? Câu này thì khi mà cô đi tư vấn á, thì cô cũng nghe rất nhiều bạn hỏi. Và như lúc nãy cô cũng có chia sẻ một chút xíu á, thì cô nói nhấn mạnh lại là gì? Cái khác biệt giữa đại học là chúng ta có một cái sự chuyên nghiệp. Và khi mà thị trường càng phát triển thì người ta cần nhân sự chuyên nghiệp. Người ta sẽ đòi hỏi bạn sẽ phải có đủ cái kiến thức kỹ năng gì mà mới tham gia vào ngành. Chẳng hạn cô đang nói ví dụ như sắp tới đây các bạn sẽ thấy, hiện tại các bạn sẽ thấy ví dụ nhân viên môi giới đi, môi giới bất động sản, thì trước đây các bạn sẽ thấy một cái cô có thể là một cô đi nhặt ve chai, các cô đó làm quen rồi cũng có thể biến thành môi giới, thấy cái nhà này để bán rồi được. Nhưng bây giờ thì khi mà cái vận hành thị trường theo những cái quy định pháp lý thì nhân viên môi giới phải có cái chứng chỉ bằng cấp. Và như vậy khi anh có chứng chỉ, muốn có chứng chỉ bằng cấp thì anh phải có đủ trình độ chuyên môn để anh học được những chứng chỉ bằng cấp đó. Đó là một cái. Nhưng cái đặc biệt quan trọng là cái này là hôm rồi cũng chia sẻ với các anh chị doanh nghiệp, các anh chị của doanh nghiệp cũng nói thật sự các bạn muốn phát triển trong cái nghề nghiệp bất động sản thì bạn không thể, bạn là lao động phổ thông thì bạn có thể vào đó, bạn có thể làm nhân viên tư vấn sale được, nhưng bạn không thể trở thành leader của lĩnh vực đó. Và khi chúng ta đeo đuổi một cái ngành học nào, thực sự là chúng ta đang đeo đuổi về một cái nghề nghiệp, có nghĩa là chúng ta đang định hình, chúng ta học đại học là chúng ta đang giờ chọn, tức là sẽ tích lũy kiến thức kỹ năng đó để làm sao cho phát triển tương lai nghề nghiệp mình. Như vậy thì bạn không có chuyên môn thì bạn chắc chắn bạn sẽ không có cái sự phát triển, về nó sẽ bị giới hạn trong cái việc phát triển nghề nghiệp. Cũng sẽ có mấy bạn sẽ trở lại mà bạn hỏi là em cũng thấy một số cái người tỷ phú người ta cũng đâu có bằng cấp gì, nhưng xin thưa các bạn, bao nhiêu phần trăm trong đó, hãy nhớ rằng là bạn không phải là cái 0,00% đó, mình nhớ là như vậy. Cho nên vẫn cần thiết mình phải trau dồi, và đại học nó là một cái nền tảng căn bản thôi. Thực sự sau này các bạn sẽ thấy là các bạn đi làm còn học nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở chỗ đại học, mà đại học nó chỉ là bước đầu tiên trong cái hành trang của mình để phát triển sự nghiệp sau này thôi. Thưa cô, vậy thì thật ra đối với các bạn học sinh phổ thông thì các bạn cũng không có quá nhiều cơ hội để hiểu rõ về cái ngành bất động sản, thì em xin mời cô sẽ nói sơ qua tổng quan về chương trình đào tạo để cho các bạn hình dung rõ hơn là ví dụ bạn lựa chọn ngành này thì các bạn sẽ học gì trong tương lai. Về chương trình đào tạo thì các bạn hình dung nè, là một chương trình đào tạo ngành bất động sản, đầu tiên khi các bạn vào năm nhất thì các bạn sẽ được trang bị những cái kiến thức chung, gọi là kiến thức giáo dục đại cương. Thì cái kiến thức này nó làm gì? Kiến thức này dạy cho các bạn là một cái con người mà tri thức trong xã hội á, thì bạn phải có những hiểu biết về chính trị pháp luật căn bản, bạn phải có được những cái kỹ năng mềm căn bản, bạn phải có những cái trang bị cho các bạn những cái tư duy về môi trường cuộc sống, bạn phải xác lập được những cái ý thức trách nhiệm xã hội, bạn phải có hiểu biết pháp luật. Đấy là một con người chung, và dĩ nhiên tất cả các bạn sinh viên Văn Lang đều được trang bị cái đó, và sinh viên ngành bất động sản cũng vậy.
Sau khi các bạn được những trang bị cái nền tảng đó thì các bạn vào những cái kiến thức cơ sở ngành. Thì ngành bất động sản nó là một cái ngành thuộc khối kinh doanh và quản lý. Như vậy thì các bạn sẽ được học những cái kiến thức chung về nền kinh tế, về kinh tế vi mô, vĩ mô, rồi kinh tế bất động sản và chính sách công, có nghĩa là chúng ta cũng phải biết chính sách nhà nước, bởi vì cái ngành bất động sản nó lại liên quan rất chặt chẽ với các cái chính sách nhà nước, cho nên chúng ta cũng phải biết những cái kiến thức đó. Rồi chúng ta cũng phải biết được những cái nguyên lý chung về vận hành doanh nghiệp thông qua cái môn là quản trị học, quản lý tài chính, nguyên lý tài chính, rồi cái nguyên lý kế toán vân vân, những nguyên lý đó cho các bạn những cái thông tin chung về cơ sở ngành. Và sau khi cơ sở ngành thì các bạn sẽ vào các cái môn chuyên ngành. Thì chuyên ngành ở đây các bạn sẽ học kinh doanh bất động sản, các bạn học marketing bất động sản, các bạn học về phân tích đầu tư bất động sản, các bạn học về phân tích thị trường bất động sản vân vân. Rồi sau khi học những cái môn kiến thức ngành đó thì các bạn sẽ bắt đầu, các bạn sẽ có ba cái nhánh chuyên sâu. Thì các cái thiết kế theo các nhánh chuyên sâu đó là các cái cho các bạn học để các bạn định hình tương lai mình. Ví dụ như khi mình đã học chung, thật ra khi các bạn học xong kiến thức ngành thì các bạn đã đủ kiến thức để các bạn làm ngành rồi. Cái chuyên sâu đó là một cái bổ trợ để cho các bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai theo cái hướng mà lâu dài, lâu bền, mình muốn theo cái lĩnh vực đó, mình muốn trở thành leader trong cái lĩnh vực đó thì mình sẽ theo nó và mình sẽ dấn thân vào, mình phát triển. Thì đó là cái cấu trúc chương trình đào tạo. Và như vậy thì tổng cái chương trình đào tạo hiện tại nay của ngành bất động sản cũng như ngành tài chính ngân hàng ở Văn Lang thì được thiết kế tổng cộng là khoảng 130 tín chỉ. Và nó sẽ chia thêm cái lộ trình học, mỗi một năm thì chia làm 3 học kỳ. Và các bạn sẽ học đăng ký số tín chỉ theo từng kỳ. Và theo thiết kế thì nó là 4 năm. Nhưng mà phần lớn theo học tín chỉ thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký cái lộ trình học và hiện tại nay thì các bạn khoảng ví dụ như 3 năm rưỡi, và thậm chí bạn nào tốt thì có thể là sẽ 3 năm. 3 năm thì cũng sẽ hơi khó, đặc biệt là nếu mà các bạn không có, tức là những cái bạn thực sự 3 năm chỉ dành cho những bạn thực sự xuất sắc giỏi thì các bạn có thể kịp được cái 3 năm đó. Còn cái mình có thể trong khoảng 3 năm rưỡi thì chắc chắn nhất. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô rất là chi tiết và cụ thể để các bạn hiểu hơn về ngành bất động sản tại Văn Lang. Ở đây thì em có thấy hai câu hỏi của các bạn liên quan đến ngành tài chính ngân hàng ạ. Đầu tiên là Tường An có hỏi là: con chào cô, con có câu hỏi muốn hỏi là ngành tài chính ngân hàng của trường cũng có xét tuyển khối C. Dạ là văn sử địa đó cô. Không biết là học khối C vào ngành này thì khi học có khó khăn gì hay không, và khi học chương trình nó có quá khó giống như mọi người hay nói không? Dạ. Còn một ý nữa, câu hỏi của các bạn hỏi là: thầy cô cho em hỏi, học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp thì sinh viên ra trường có thể làm việc ở đâu? Dạ, em xin mời cô. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái nỗi băn khoăn của những cái bạn ở khối C. Tuy nhiên khẳng định lại với bạn là khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Văn Lang mình á, là tuyển sinh khối C nhưng mà C4. Yeah. C4 là toán địa văn. Yeah. Chứ không phải văn sử địa. Yeah. Có nghĩa là các bạn có cái nền toán trong đó rồi. Do đó các bạn yên tâm. Yên tâm là cái khối C4 các bạn vẫn đủ cái điều kiện. Bởi vì trường Đại học Văn Lang á, là có 4 cái nhóm, 4 cái khối để mà tuyển cái trong cái ngành tài chính ngân hàng. Thì vì sao lại chọn cái C4? Là bởi vì phải có cái sự cân nhắc là các bạn đủ cái điều kiện để vào học được cái nhóm ngành này. Và có các bạn để ý đi là trong 4 cái khối này á là đều có môn toán. Yeah. Do đó là cô khẳng định với bạn là hoàn toàn yên tâm, không có lo lắng gì cả. Yeah. Còn cái ý thứ hai, bạn hỏi về tài chính, bạn hỏi về tài chính doanh nghiệp á. Yeah. Thì bạn sẽ đi thực tập ở đâu, bạn có thể ra làm và việc bạn gì? Ra làm việc ở đâu, làm việc. Yeah. Gì thì hồi nãy cô có nói với bạn á, là nói về tài chính ngân hàng. Ở đây không phải là nói về tài chính ngân hàng không, mà chúng ta còn có một cái chuyên ngành trong 4 cái chuyên ngành mà hồi nãy cô giới thiệu á, đó là tài chính doanh nghiệp. Ví dụ như là sau khi học xong năm 2 thì lên năm 3 các bạn sẽ rẽ vào, các bạn chọn các cái chuyên ngành. Thì các bạn yên tâm ở đây một chỗ là khoa sẽ có những cái buổi trao đổi và tư vấn và hướng dẫn cho các bạn là các bạn phù hợp với cái chuyên ngành nào để các bạn lựa chọn. Và giả sử như em lựa chọn vào chuyên ngành tài chính doanh nghiệp thì em có thể ra làm bất kỳ một cái doanh nghiệp nào. Hồi nãy cô có nói đúng không nào? Doanh nghiệp nào cũng có bộ phận tài chính. Vậy thì em có thể làm vào bất kỳ cái doanh nghiệp nào, bất kỳ cái ngành nghề hay lĩnh vực nào, chứ không phải là chỉ có ngân hàng, chỉ có chứng khoán, chỉ có bảo hiểm hay là công ty quỹ. Yeah. Ở đây chắc cô sẽ chia sẻ thêm một tí xíu về cái tài chính doanh nghiệp. Cô hiểu là chắc là bạn muốn hỏi cụ thể. Yeah. Thì các bạn hình dung là trong một cái doanh nghiệp nó có bộ phận tài chính kế toán, và thậm chí. Yeah. Những doanh nghiệp lớn người ta có một cái phòng tài chính riêng. Thì những cái mảng nào
các bạn có thể ở bên trong phân tích báo cáo tài chính. Bạn sẽ tư vấn cho lãnh đạo những cái phân tích xong rồi mình sẽ tư vấn các giải pháp để xây dựng cái chiến lược. Yeah. Bạn có thể học về thẩm định, có nghĩa là thẩm định tài chính, thẩm định dự án đó, thẩm định dự án thẩm định dự án. Thì tại vì trong doanh nghiệp nó có bộ phận đầu tư, thì cái bộ phận đầu tư đó họ rất cần thiết là chúng ta sẽ tính toán ra được là cái kế hoạch, ví dụ như anh muốn sao, anh có miếng đất anh xây một cái nhà thì anh bỏ ra bao nhiêu tiền và trong bao lâu anh lấy lại, đó là phần thẩm định. Rồi quản trị rủi ro, cái bộ phận quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, hầu như doanh nghiệp nào cũng sẽ có cái bộ phận quản trị rủi ro, cho nên là chúng ta cái phần lĩnh vực trong tài chính doanh nghiệp cũng sẽ làm trong bộ phận quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp đấy. Rồi thậm chí chúng ta có thể làm được bộ phận kế toán của doanh nghiệp luôn. Dạ rồi, em cảm ơn cô rất là nhiều. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn điền cái tổ hợp để xét tuyển vào một trường á, các bạn nhớ coi kỹ trong cái bảng tổ hợp xét tuyển để tránh mình nhầm lẫn nha. Cho nên là các bạn trước khi đặt nguyện vọng trong cái khoảng thời gian từ ngày 22/7 cho đến ngày 20/8 thì mình đừng có vội vàng, mà mình hãy thêm thông tin thật kỹ để mình khi mà mình điền trên hệ thống online thì nó thật chính xác các bạn nha. Và ở đây cô vừa nhắc tới tài chính kế toán thì em thấy có câu hỏi của bạn Quốc Bảo, bạn hỏi là dạ cô cho em hỏi mình học ngành tài chính ngân hàng có thể sang làm kế toán được hay không? Quốc Bảo yên tâm ha, như cô nói rồi đó, mình có thể mình làm được, nhưng dĩ nhiên rõ ràng là mình sẽ ít lợi thế hơn các bạn học kế toán. Nhưng bạn vẫn vào bộ phận kế toán được. Tại vì các bạn hình dung nè, kế toán thì có rất nhiều kế toán nữa, mà kế toán tài chính thì mình học tài chính ngân hàng là mình làm được, đúng không? Và thậm chí ví dụ như thực ra những cái phần ví dụ như kế toán tiền lương, rồi cái cả thực sự các bạn biết không, khi các bạn làm ở hành chính nhân sự, học tài chính ngân hàng, các bạn làm ở bộ phận hành chính nhân sự cũng được, tại vì có những cái mần mảng cũng cần kiến thức tài chính. Đó, cho nên là các bạn yên tâm ha. Em không biết là cô Lan có muốn bổ sung cái ý này về chương trình học để cho các bạn hiểu hơn, ví dụ mà bạn thích cái lĩnh vực kế toán nhưng mà kiểu như là cũng đam mê về tài chính ngân hàng nhưng mà cũng phân vân giữa hai cái công việc đó, thì cô có thể chia sẻ thêm các cái vị trí công việc sau khi bạn tốt nghiệp cũng như là cái chương trình học, trong quá trình học của bạn thì sao ạ? Thật ra thì cái kinh nghiệm của cô đã từng làm ở lĩnh vực ngân hàng á, thì cô thấy các bạn làm kế toán ngân hàng lại tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Có nghĩa là khẳng định với các bạn ở đây là hoàn toàn các bạn học ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể làm kế toán được. Bởi vì trong chương trình học các bạn sẽ được học nguyên lý kế toán, sẽ được học kế toán tài chính, kế toán quản trị. Thì đó là cái nền và vào các cái chuyên sâu để cho các bạn có thể tự tin. Tuy nhiên thì hồi nãy cô Loan cũng có nói là thật ra về chuyên môn thì các bạn học kế toán á, thì các bạn định hướng là các bạn làm kế toán thì các bạn sẽ học kế toán. Nhưng mà các bạn học tài chính ngân hàng á, để làm kế toán thì đương nhiên các bạn cũng phải bổ sung thêm một số kiến thức, cũng như là cái quá trình các bạn làm việc á, thì các bạn phải tích lũy thêm kinh nghiệm. Có nghĩa là hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà mình cần phải bỏ ra thời gian và công sức thêm so với các bạn học chuyên ngành kế toán. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Câu tiếp theo thì chắc là em phải nhờ cô Loan giúp các bạn thôi ạ. Bạn Lê Bá Văn hỏi là cô cho em hỏi, em không giỏi giao tiếp, tính trầm thì có thể học bất động sản được hay không? Cô chào Bá Văn. Chia sẻ với em là vậy nè, ngành bất động sản á, nếu mà người ta giỏi giao tiếp thì người ta làm sale. Nhìn mình không giỏi giao tiếp thì mình làm ở bộ phận chiến lược và bộ phận tài chính đầu tư. Tài chính đầu tư bất động sản nó lại gắn với cái mục tiêu đào tạo của Văn Lan đó. Tài chính đầu tư bất động sản ở đây không phải là các bạn mình làm ở bộ phận phía sau á, mình tính toán, mình hoạch định, mình tư vấn, mình giúp, là cái lá nó lại là cái bộ phận then chốt. Đang nói ví dụ như trong cái doanh nghiệp người ta làm một cái dự án bất động sản thì cái bộ phận mà người ta lập dự án, rồi người ta tính toán rằng là cái dự án này người ta được phép xây dựng bao nhiêu, người ta tính toán và người ta tính ra cái giá bán một cái căn nhà bao nhiêu. Thì mình nói sơ sơ để cho các bạn dễ hiểu thôi ha, lấy cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu đó. Thì bạn đâu có phần phải đi ra ngoài giao tiếp nói, và đặc biệt những cái người đó thì các bạn lại phù hợp ở chỗ là bạn học tài chính đầu tư, bởi vì bạn sẽ tính toán ở mấy đó và bạn tư vấn, và cần một cái sự cẩn thận tỉ mỉ cái phần đó, cái vị trí đó thì cần cái sự cẩn thận tỉ mỉ hơn.
Nhưng mà cô tin rằng là phần lớn các bạn hiện tại nay á, có một điểm là gì, do cái quá trình cái chương trình đào tạo bậc phổ thông của mình á, thì các bạn chưa có ít có cơ hội tiếp xúc ở bên ngoài, cho nên các bạn sẽ thấy mình trầm, mình lắng và gì gì đó vân vân, cho nên đấy. Nhưng mà vào đại học và đặc biệt vào môi trường Văn Lang thì cô nói thật, vài một năm thì các bạn sẽ những cái tố chất tiềm ẩn đôi khi mình tưởng rằng mình không có, nó sẽ bộc phát ra hết, nó bộc lộ ra hết. Dạ, dạ em cảm ơn cô rất là nhiều. Hy vọng là Bá Văn nãy giờ xem thì em có thêm động lực để lựa chọn ngành bất động sản nha. Bạn Minh Trí thì có hỏi là dạ thưa cô, tài chính ngân hàng qua làm bên thẩm định đất cho ngân hàng thì có được hay không? Dạ chắc ý đầu tiên là về rất là bất động sản. Bất động sản thì chắc là nhường cho cô Lan nói chứ. Dạ. Cái tài chính ngân hàng người các bạn làm thẩm định đó, dạ. Thì như cô nói đó là một cái nhánh tài chính ngành bất động sản của Văn Lang nó nằm trong khoa tài chính, dạ. Cho nên thực tế là cái chương thiết kế cái chương trình đó thì nó sẽ giúp trong chương trình đào tạo cũng có khá nhiều môn tài chính, dạ. Và cái môn đó để hỗ trợ cho các bạn làm cái công việc là thẩm định, đánh giá. Cái bộ phận thẩm định ở cái ngân hàng á, nó không phải đi thẩm định đất không, phải khẳng định với em là như vậy. Người ta thẩm định tất cả các tài sản để mà thực hiện các cái vay mượn ở ngân hàng, dạ. Nhưng mà tại sao mình thường hay nói về thẩm định nhà đất là tại vì thực sự đa số các tài sản để mà thế chấp đi ngân hàng vay á, nó lại là nhà đất. Dạ. Đó chính vì vậy. Nhưng thật sự cô cũng phải nói là cái để mà bạn vào thường phần lớn các bạn mới ra trường, các bạn vào các bạn chưa được vào cái bộ phận đó đâu. Mình cũng nói thẳng để cho các bạn hình dung mà mình phải có một quá trình mình làm việc. Đầu tiên mình sẽ ở những cái vị trí chuyên viên, rồi mình làm từ từ lên, mình sẽ ở bộ phận giúp việc. Mình có thể ban đầu mình chỉ là đi thu thập thông tin thôi, mình chỉ là những người thu thập thông tin để hỗ trợ các anh chị trong cái bộ phận thẩm định đó, rồi từ từ mình mới lên. Bởi vì cái lĩnh vực đó nó đòi hỏi một cái chuyên môn khá là cao, mà đòi hỏi ít nhất mình phải cũng phải tốn một cái thời gian tích lũy nó nhiều hơn. Dạ, nãy giờ mình đã cho các bạn biết rất là nhiều thông tin về chương trình đào tạo cũng như là các cái cơ hội việc làm trong tương lai của các bạn. Thì em xin mời cô Lan sẽ cho các bạn thêm một số thông tin là các bạn có tố chất như thế nào thì có thể theo học được ngành tài chính ngân hàng ạ. Khi nói về tố chất á, thì theo cô là để các bạn lựa chọn cái ngành học này á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cái hành trang cũng như là các bạn xem xét là mình có những cái tố chất này hay không. Cái tố chất đầu tiên là cái tố chất mà cô nghĩ là bất kỳ một cái ngành nào cũng phải cần á, đó là các bạn phải có sự đam mê. Có nghĩa là các bạn chọn một cái ngành học đó phải có sự đam mê, chứ không phải là theo kiểu định hướng của gia đình mà mình không có thích. Thì những cái gì mà mình đam mê á, thì mình sẽ có ý chí, mình sẽ có nghị lực để mà vượt qua khó khăn trong cái quá trình học cũng như là trong cái đường đời sau này mà mình đi làm với ngành với nghề. Cái tố chất thứ hai theo cô á, đây là cái tố chất đặc biệt khi các bạn lựa chọn cái ngành học này á, phải có, đó là tính tỉ mỉ, tính cẩn thận. Bởi vì cái ngành này thì các bạn thấy làm việc á, là nó liên quan tới con số, mà con số này là con số liên quan tới tiền, mà tiền thì nó cực kỳ nhạy cảm. Nói tới tiền là cực kỳ nhạy cảm. Các bạn chỉ cần thừa một con số, thiếu một con số là có nghĩa là cái hậu quả nó mang lại rất là nhiều. Do đó là chúng ta phải cẩn thận, phải tỉ mỉ, phải xem xét xem là mình đang có cái tính cẩn thận tỉ mỉ chưa. Nhưng mà theo cô, tính này chúng ta rèn được. Ví dụ như các bạn đam mê cái ngành này, nhưng mà nghe cô nói vậy, chết rồi, mình chưa có thật sự quá cẩn thận hay tỉ mỉ. Vậy thì mình rèn được. Tỉ mỉ và cẩn thận là một cái thói quen mà chúng ta có thể rèn được. Rồi cái thứ ba, đó là các bạn phải có cái tính tư duy logic. Thì cái đó là bắt buộc rồi ha. Thứ tư, theo cô là các bạn phải chịu được áp lực công việc cao. Bất cứ cái ngành nào cũng không có cái ngành nào mà gọi, không có cái nghề nào mà gọi là dễ dàng cho chúng ta cả. Nhưng mà đặc biệt cái ngành tài chính ngân hàng á, thì các bạn cũng biết rồi, nó liên quan tới cái, có nghĩa là ngân hàng họ tuyển dụng mình đúng không? Có nghĩa là mình phải mang lại giá trị cho ngân hàng. Do đó họ sẽ đặt ra cho chúng ta các cái chỉ tiêu và bắt buộc chúng ta phải hoàn thành chỉ tiêu trong một cái giai đoạn nào đó. Và nói cho các bạn biết là nhiều khi họ không có đặt KPI theo tháng mà họ đặt theo tuần nữa. Thì do đó là các bạn phải trong một cái tâm thế là áp lực cái công việc rất là cao ha. Và cái cuối cùng thì cô nghĩ là ngành nào cũng vậy, cần phải trang bị, đó là cái ngoại ngữ và cái việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Thì trong cái thời đại số rồi đúng không nào, thì chúng ta phải cần có hai cái kỹ năng này để chúng ta có thể dễ dàng phát triển sự nghiệp cũng như là các bạn đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Dạ, em cảm ơn cô. Vậy thì em không biết là với các bạn mà đam mê bất động sản thì các bạn cần tố chất gì ạ? Cái thực ra cái tố chất quan trọng nhất á, nhưng nó là phải kiên trì, nhẫn nại và đặc biệt là các bạn phải dám dấn thân, bởi vì cái ngành này cái thu nhập cao mà các bạn, đúng không? Cho nên là cái rủi ro cũng khá là cao. Nhưng các bạn cũng đừng lo, thực ra các bạn hiện tại này là trang giấy trắng, các bạn đang rất là trắng và nhiệm vụ của khoa của trường sẽ giúp bạn tô màu lên cái trang giấy đó để cho các bạn có thể trở thành những cái nhân sự tốt cho thị trường trong tương lai. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Có một câu hỏi khá là đặc biệt của bạn Cẩm Giang. Chắc là bạn cũng lo xa lắm, hoặc là bạn có anh chị đó tư vấn hay sao đó, và bạn đặt câu hỏi là cho em hỏi, đối với ngành bất động sản thì ngoài học tập trên lớp thì em có tham gia hoạt động ngoại khóa hay không, là ý thứ nhất ạ. Ý thứ hai là có phải tham gia vào các cái đề tài nghiên cứu khoa học hay hội thảo hay không? Dạ, em mời cô Loan giúp bạn ạ. Cho cô chào Cẩm Giang. Thực sự là đi học thì chắc chắn là có hoạt động ngoại khóa, và hoạt động ngoại khóa nó là giúp bổ trợ cho mình rèn thêm cái kỹ năng, và hoạt động ngoại khóa nó còn giúp cho mình tạo thêm cái social network, tức là tạo thêm những cái networking trong tương lai. Cho nên là chương trình được thiết kế chắc chắn phải có hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra hoạt động ngoại khóa nó cũng giúp cho mình thêm những cái gọi là những cái niềm đam mê với nghề. Những thông qua các cái chương trình hoạt động, các bạn đi gặp gỡ các doanh nghiệp, các bạn gặp chính những người làm trong nghề đó, người ta sẽ bơm thêm cho các bạn động lực để mà các bạn yêu nghề. Còn về nghiên cứu thì thực sự chương trình đào tạo ở Đại học Văn Lang thì vừa mang tính ứng dụng và cũng là định hướng nghiên cứu, cho nên trong chương trình đều khuyến khích các bạn tham gia vào quá trình nghiên cứu. Và đặc biệt thực sự là các bạn trẻ, các bạn có rất nhiều cái sáng tạo ở trong đó, mà chính cái sự sáng tạo của các bạn sẽ đóng góp cho những cái sản phẩm rất là tốt cho khoa học mà các bạn không ngờ tới đâu. Nhưng đây không phải là hoạt động bắt buộc, và đây là hoạt động khuyến khích. Và nếu các bạn có thêm hoạt động đó thì các bạn làm dày thêm cái CV của mình trong cái bước đường tương lai, vậy thôi. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Hy vọng là một bạn chỉ là thí sinh thôi, nhưng mà mình quan tâm tới cái việc hoạt động nghiên cứu khoa học, em nghĩ đó là một cái tín hiệu tốt. Và hy vọng là bạn sẽ trở thành tân sinh viên khóa 28 tương lai của Văn Lang nha. Cô rất là mong Cẩm Giang về bất động sản đó, tại vì hiện nay cô rất là cần những trợ lý nghiên cứu. Cô nghĩ bạn quan tâm thì là có thể là bạn mới quan tâm, bạn mới hỏi. Dạ, em nghĩ là bạn cũng có tìm hiểu thì mới đặt những cái câu hỏi rất sâu. Và thực ra thị trường bất động sản hiện tại nay đang rất cần những nghiên cứu để đóng góp cho thị trường. Và việc các bạn trẻ mà tham gia vào quá trình nghiên cứu này nó sẽ giúp ích cho thị trường rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn cô. Với ngành tài chính ngân hàng á cô, thì ví dụ như các bạn nãy giờ các bạn quan tâm là lỡ các bạn không học giỏi toán thì các bạn có theo được không, thì cô cũng đã giúp các bạn giải đáp rồi. Vậy thì cô có thể chia sẻ thêm cho các bạn là với ngành học này các bạn sẽ được tham gia những cái buổi kiến tập và thực tập ra sao để hỗ trợ cho công việc của mình không ạ? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì giống như từ đầu cô chia sẻ đó là trường Đại học Văn Lang mình đào tạo bất cứ cái ngành nào, thì trong đó ngành tài chính ngân hàng cũng theo cái định hướng là ứng dụng. Thì trong cái quá trình học các bạn sẽ được tham gia kiến tập và thực tập. Chương trình kiến tập thì các bạn sẽ được thực hiện ngay từ năm nhất. Có nghĩa là từ ngay năm nhất thì khoa sẽ tổ chức những cái buổi kiến tập với các cái doanh nghiệp và các cái ngân hàng mà có cái quan hệ hợp tác với trường Đại học Văn Lang. Qua những cái buổi đó thì các bạn ngay từ những cái bước chân đầu đời trong cái giảng đường đại học á, các bạn sẽ hình dung được, các bạn sẽ giống như là kiểu các bạn sẽ được đi quan sát một cái môi trường trong tương lai mà các bạn sẽ làm việc. Còn cái chương trình thực tập sẽ được thực hiện vào cái năm cuối, năm tư á, thì cuối năm ba là các bạn đã bắt đầu cái chương trình thực tập. Và cái chương trình thực tập nó kéo dài tới gần 3 tháng, 12 tuần á. Thì với cái thời gian như vậy, nó thực ra thì nó cũng không phải quá dài, nhưng mà nó cũng không phải là quá ngắn. Nó đủ để cho các bạn ở trong một cái môi trường các bạn được thực tập một cách gọi là thực tế những cái công việc trong tương lai mà các bạn quan tâm. Và theo kinh nghiệm của cô cho thấy thì các cái khóa trước á, ví dụ như
sắp tới tháng 7 này là khóa 24 làm lễ tốt nghiệp á, thì cô hướng dẫn ví dụ như 6 bạn đi, thì trong cái quá trình thực tập xong cái là các bạn đã có ngay cái việc làm tại cái đơn vị đó rồi. Thậm chí các bạn còn hỏi cô là à cô ơi em nên chọn ngân hàng này hay ngân hàng kia. Có nghĩa là ngược lại các bạn còn đi lựa chọn là sẽ làm cái ngân hàng nào. Như vậy thì các bạn thấy là cái quá trình thực tập á, các bạn thể hiện được cái kiến thức, cái thái độ, cái kỹ năng của các bạn như thế nào. Thì tại cái đơn vị đó họ đã dành sẵn họ giữ sẵn cho bạn một suất. Các bạn chưa có cái tấm bằng tốt nghiệp, các bạn chưa làm lễ tốt nghiệp nhưng mà các bạn đã có việc làm. Đó là thực tế của sinh viên ngành tài chính ngân hàng Đại học Văn Lang. Đó là cái dấu hiệu tốt. Và theo khảo sát thì cứ mỗi năm mà cứ tốt nghiệp xong á thì khảo sát cái tỷ lệ việc làm của ngành á thì luôn luôn là trên cái con mức 96%. Không phải là 4% còn lại là không có việc làm. Nhiều khi các bạn khởi nghiệp, các bạn làm việc cho gia đình á thì cũng nằm trong cái số đó. Nhưng mà đó là một cái tỷ lệ lớn, cho thấy cái dấu hiệu lớn là về cái tính khả quan của ngành mình á, là các bạn về cái nhu cầu về công việc nó rất là cao. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô. Câu hỏi tiếp theo các bạn hỏi là nếu được vào học ngành bất động sản thì ngay từ thời sinh viên chúng em nên đi làm thêm những công việc nào để nâng cao kỹ năng chuyên môn và có được một công việc tốt sau khi ra trường? Dạ, em cô Lan. Làm thêm ở đại học là rất quan trọng, mà ở đây cô cũng không phải chỉ nói riêng là làm thêm ngành bất động sản hay là ngành nào, cô chia sẻ chung cho các bạn. Khi các bạn đi học là sinh viên, các bạn đi làm thêm là được khuyến khích. Thực ra như bản thân cô cũng khuyến khích các bạn nên đi làm thêm, nhưng mình phải chọn cái việc làm thêm như thế nào để phù hợp. Ví dụ như bạn học bất động sản thì cái công việc làm thêm bạn nên cố gắng gắn liền với các cái doanh nghiệp bất động sản. Thì có một cái lợi thế là có một cái lợi thế nhưng mà cũng là một cái lo lắng của cô Lan đó. Thật sự đó là khi các bạn đi vô học ngành bất động sản thì một năm đầu các bạn đi kiến tập và thông qua các cái chương trình giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên Văn Lang á, thì phần lớn các bạn sẽ được nhận làm cộng tác viên ở các cái doanh nghiệp. Và nếu một số các bạn, nếu mà cái gọi là cái gì ta, cái tính hấp dẫn của ngành bất động sản khá là lớn, là bởi vì các bạn cộng tác viên, các bạn làm đầu tiên là các bạn làm cộng tác viên sale, cái hơi hồng cũng khá là cao, và cái các bạn có thể dễ bị cuốn hút vào đó mà các bạn bỏ về việc tập. Cho nên làm thêm là cần thiết nhưng không được bỏ việc học. Tại vì các bạn hình dung đi, mình làm thêm hiện tại nay, cái thu nhập hiện tại của mình á, nó là thu nhập của lao động phổ thông. Tại vì mình chưa có chuyên môn. Và có thể bây giờ mình đang có, nhưng mà nếu mình bỏ vì cái việc làm thêm đó mà mình bỏ qua cái việc học để mà lấy được cái bằng á, thì mình sẽ phải đánh đổi thời gian, công sức, chậm tốt nghiệp, và thậm chí có những người sẽ không lấy được cái bằng. Điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên hãy lựa chọn những cái việc làm thêm phù hợp. Những cái việc làm thêm tại trường Văn Lang chúng ta cũng có việc làm thêm cho sinh viên, đó là một. Thứ hai là chúng ta cũng làm việc liên quan tới lĩnh vực của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải xác định được cái câu chuyện là đây chỉ là một cái việc chúng ta làm để bổ trợ cho cái việc mà trang trải một phần thu nhập, và chúng ta tích lũy thêm cái kiến thức, quan hệ, kinh nghiệm, vân vân. Thì các bạn nói là như vậy, chứ các bạn đừng quá xa đà vào cái chuyện làm thêm để mà mình sẽ đánh đổi những cái điều nó xa hơn cho tương lai. Bởi vì thực sự ngay khi mình vô học đại học là mình hiểu rằng là gì, mình cần cái mục tiêu của mình là phải đạt được tấm bằng đại học. Nó là một cái bước đệm cho quá trình phát triển sự nghiệp. Vậy mình bỏ qua cái tấm bằng đại học này thì vô hình chung là mình đã chính bỏ qua cái cơ hội để mình phát triển nghề nghiệp trong tương lai dài hơn của mình. Bởi vì một cuộc đời một con người nó không phải là mấy năm mà nó là mấy chục năm. Dạ, em cảm ơn cô Lan rất là nhiều ạ. Và em không biết là với cô Lan thì sau nhiều năm giảng dạy thì đối với cô, trong mắt cô thì hình ảnh ấn tượng của cô đối với các bạn sinh viên tài chính ngân hàng là cô ấn tượng về các bạn ấy về điều gì ạ? Nói về ấn tượng thì cái đầu tiên chắc là năng động. Cô thật sự bất ngờ về cái mức độ năng động của sinh viên Văn Lang. Khi các bạn tham gia học tại Văn Lang thì ngoài các chương trình học ra, các bạn còn được tham gia các cái câu lạc bộ, các cái hội nhóm. Do đó là giống như hồi nãy có một bạn hỏi là cô ơi, em không có năng động, em không có khả năng nói chuyện, không có khả năng giao tiếp thì có phù hợp hay không? Nhiều khi bạn vào Văn Lang rồi tự nhiên các bạn thay đổi 180 độ. Chẳng hạn giống như cô, cái thời đại học của cô bị đánh giá là ví dụ như cô gặp lại bạn bè cũ ngày xưa, nói tao tưởng ngày xưa mày bị tự kỷ. Có nghĩa là cô rất là ít giao tiếp, cô chỉ cắm đầu vào học và cô cũng nghĩ là cô chỉ làm được những cái công việc gọi là cá nhân thôi. Nhưng mà lên giảng đường sau khi đi làm rồi thì lúc đó là bắt buộc cô phải làm việc nhóm nè,
bắt buộc là cô phải biết cách giao tiếp nè, cô phải rèn luyện nè, và cô như vậy là trễ, là bởi vì cái thời của cô không có được rèn luyện về các cái kỹ năng mềm. Nhưng mà trong chương trình học tại Văn Lang thì các bạn sẽ được rèn luyện về cái kỹ năng mềm, và cô hy vọng là cái lửa của sinh viên Văn Lang và cái chữ năng động mà cô nói đó nó sẽ theo suốt cho các khóa, và đó là cái ấn tượng đầu tiên của cô. Dạ, em cảm ơn cô. Em không biết với cô Lan thì cô Lan ấn tượng các bạn sinh viên của khoa mình thì sao ạ? Thực sự có rất nhiều ấn tượng về sinh viên của khoa tài chính ngân hàng, nhưng mà có nói chung cái điều mà mình tâm đắc nhất ở các bạn đó là các bạn thực sự rất là cũng giống như cô Lan, năng động. Các bạn học cũng hết sức và chơi thì cũng hết mình, và sinh viên Văn Lang thì cũng là một trong những sinh viên thuộc sinh viên khoa tài chính ngân hàng á, cũng là một trong những khoa mà có cái nhiều cái hoạt động gọi là tham gia nhiệt tình nhất trong các cái câu lạc bộ đội nhóm. Và điều mình thật sự các bạn vào Văn Lang cái những cái hoạt động mà văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, sinh viên tài chính nhưng mà các bạn hát rất là hay nha, nhảy rất là giỏi đó, những cái điều và học hết sức và chơi hết mình. Dạ, em cảm ơn cô, hai cô rất là nhiều. Hy vọng là với những cái chia sẻ rất là chân tình của hai cô thì các bạn có thể hình dung đâu đó chân dung của mình trong tương lai khi gia nhập đại gia đình Văn Lang. Và hiện nay thì các bạn đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, cho nên là chắc bây giờ tâm lý các bạn cũng thoải mái đúng không? Nhưng các bạn nên nhớ là chúng ta còn một bước nữa là chúng ta phải đăng ký nguyện vọng. Cho nên là các bạn nhớ cân nhắc thật kỹ để trước khi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng nha. Và để tiếp thêm các bạn có thêm động lực cũng như là truyền cảm hứng cho các bạn thì em xin mời hai cô có thể chia sẻ và động viên các bạn trước khi các bạn đưa ra quyết định cuối cùng và cột mốc quan trọng của mình ạ. Dạ, em mời cô Lan. Cô chúc các bạn là chọn đúng ngành, học đúng trường và sẽ phát triển được cái nghề nghiệp theo cái sở thích, cái đam mê của mình. Dạ. Cô cũng chúc các bạn đã trải qua một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đó là hoàn thành cái kỳ thi phổ thông trung học. Và cũng như là Gia Hân nói là cái chặng đường sắp tới là cái việc mà các bạn phải lập cái kế hoạch là lựa chọn cái ngành và cái nơi mà mình gửi gắm cái tâm tư, tình cảm và vào trong đó. Vậy thì sau cái buổi live stream ngày hôm nay thì cô hy vọng là cô và cô Loan đã đưa cho các bạn rất là nhiều thông tin mà các bạn đang thắc mắc về hai cái ngành tài chính ngân hàng và bất động sản. Và sau cái buổi này thì cô hy vọng là các bạn sẽ mạnh dạn hơn trong cái việc lựa chọn cái ngành học cũng như là lựa chọn cái nơi mà các bạn gửi gắm cái niềm tin đó. Dạ, em cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và các bạn ơi, bên cạnh series livestream Văn Lang Q&A, Văn Lang còn lên sóng series livestream tư vấn xét tuyển đại học vào tối thứ năm hàng tuần để đồng hành cùng các bạn, để các bạn có thể cập bến đại học an toàn. Và các bạn nhớ theo dõi chương trình trên fanpage trường đại học Văn Lang vào lúc 18 giờ các bạn nha. Và các câu chuyện về ngành nghề sẽ tiếp tục được lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Hẹn gặp các bạn vào những chương trình phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào, xin chào các bạn. Xin chào. Xin chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mơ ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi Oh.
dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang muôn vàn. Rồi vẫn lặng chắp cánh cho bạn, bay về muôn nơi xa.